Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Khánh hỷ, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không hai, không hai phần. Này Khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Điện. Này Khánh hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Điện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Này Khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này Khánh hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này Khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với quả vị giác ngộ cao tổ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện,
vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này khánh hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thánh đế khổ làm phương tiện, vô sanh của thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của thánh đế khổ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này khánh hỷ, thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của thánh đế khổ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thánh đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của thánh đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của thánh đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Này khánh hỷ, thánh đế tập diệt đạo và tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của thánh đế tập diệt đạo cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của thánh đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của thánh đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của thánh đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thánh đế khổ làm phương tiện, vô sanh của thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của thánh đế khổ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh hỷ, thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của thánh đế khổ cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thánh đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của thánh đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của thánh đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh hỷ, thánh đế tập diệt đạo và tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của thánh đế tập diệt đạo cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của thánh đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của thánh đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của thánh đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thánh đế khổ làm phương tiện, vô sanh của thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của thánh đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỷ, thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của thánh đế khổ cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thánh đế tập diệt đạo làm phương tiện,
vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế tập diệt đạo cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh Đế khổ tập diệt đạo? Này Khánh Hỷ, Thánh Đế khổ và tánh của Thánh Đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế khổ cùng với Thánh Đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh Đế khổ tập diệt đạo? Này Khánh Hỷ, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế tập diệt đạo cùng với Thánh Đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh Đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này Khánh Hỷ, Thánh Đế khổ và tánh của Thánh Đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế khổ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này Khánh Hỷ, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế tập diệt đạo cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Này Khánh Hỷ, Thánh Đế khổ và tánh của Thánh Đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế khổ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Này Khánh Hỷ, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế tập diệt đạo cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Này Khánh Hỷ, Thánh Đế khổ và tánh của Thánh Đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế khổ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Khánh Nhỉ, Thánh Đế Tập Diệt Đạo và tánh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế Khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế Khổ và tánh của Thánh Đế Khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế Khổ cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế Tập Diệt Đạo và tánh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế Khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Nhỉ, Thánh Đế Khổ và tánh của Thánh Đế Khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế Khổ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế Tập Diệt Đạo và tánh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế Khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Nhỉ, Thánh Đế Khổ và tánh của Thánh Đế Khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế Khổ cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Tập Diệt Đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Nhỉ, Thánh Đế Tập Diệt Đạo và tánh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế Khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật,
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế khổ và tánh của Thánh Đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế khổ, cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế tập diệt đạo cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế khổ và tánh của Thánh Đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế khổ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế tập diệt đạo cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế khổ và tánh của Thánh Đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế khổ cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế tập diệt đạo cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế khổ và tánh của Thánh Đế khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế khổ cùng với hạnh đại Bồ Tát kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế tập diệt đạo cùng với hạnh đại Bồ Tát kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ làm phương tiện,
hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế Khổ và Thánh của Thánh Đế Khổ là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế Khổ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế tập diệt đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh Đế tập diệt đạo cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sanh của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh Đế khổ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí ba la mật đa cùng với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không hai không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không hai không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí ba la mật đa cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh không hai không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân là phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân là phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân là phương tiện,
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Khánh Hỷ, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí ba la mật đa cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí ba la mật đa cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí ba la mật đa cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, bố thí Ba La Mật Đa và tánh của bố thí Ba La Mật Đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba La Mật